Cuối cùng thì cô ấy cũng chịu bình tĩnh lại. Bất ngờ ha? Bất ngờ chứ. Không tin là cô ấy ăn hết thập bánh luôn á. Đùa. Bất ngờ khi lần đầu thấy Hy nóng giận vậy. Mà cách đó cũng hay ha. Không nghĩ vậy mà lại hư quá. Ý của tôi không phải như vậy. Cái mà tôi muốn nói á là sự phản bội làm con người ta đau đớn và tuyệt vọng đến nhường nào có thể khiến một người trở nên bi lụy và thảm thương. Bất ngờ ha. Đang nhớ chuyện cũ hả? Cũng không có gì. Chỉ là lâu lâu nhớ lại cho đời bớt vui. Tại sao lại nhớ về những chuyện buồn nhờ? Nhớ về những chuyện vui đi. Giống như Thắng nè. Lúc nào cũng luôn luôn nghĩ tới một người. Mà khi nghĩ tới, Thắng lại thấy vui. Ai chứ? Có những kỷ niệm thời thơ ấu chỉ muốn giữ trong lòng. Bún. Dính gì kìa. Alo, anh Hai nghe nè. Biết rồi, anh Hai về liền. Về thôi. Đợi ở ngoài trước. Lại 4.375.000. Yeah! Trời. Cứ cái đà này á là anh khỏi phải lo tiền vàng tháng. Trời ơi, còn em thì có điện thoại mới. Anh sẽ dư được một số vốn anh về quê anh mở quán nhậu. À, không có nha. Nhậu ăn nhậu là xu nha, xu rất là xu luôn. Đúng luôn á. Xin lỗi. Mà cứ cái đà làm ăn phát triển vậy em nghĩ là mình phải có tổ chức hơn. Là sao? Sao? Rồi bây giờ anh Huy nha, sai trái, đúng rồi các bạn vậy đó. Chiến thắng, trời ơi cái gì vậy, tên chiến thắng mà sao nhìn mặt chiến bại vậy, tươi lên coi. Đúng nè. Tụng cái gì mà tụng, ở đây là không có tụng nha, ở đây chỉ có art director thôi, ok. Ok, điềm, điềm, mày qua đây, mày qua đây, mày qua đây. Nè, mày ngồi xuống, rồi mày nhìn cho tao, mày canh, đúng rồi, mày đây, mày chụp 28 cho tao, đúng rồi. Ở vậy bạn bè phải nhờ giá vậy, rồi mày đi bên kia, mày canh cho cái hũ lửa đó. Giống cái tấm ngủ bọng, đúng rồi đó, mày bắt vậy đó, mày ngồi xuống. Mày mà nói tiếng nữa là tao đi về đó nha. Rồi, vui lên cho em coi. Trời ơi, đúng rồi, bung bánh rồi lên. Đúng rồi, trời ơi, đẹp quá. Kiểu này là tiền không anh ơi, trời ơi. Ơ kìa. Yeah. Là, từ bây giờ là cái này là cái trang của tụi mình muốn. Nêm nếm gì kỳ vậy? Mặn chát, không phải là mùi vị này. Lần này đi khác. Nêm nếm là gì của bếp trưởng mà. Tự nhiên ra làng lại. Thì mấy nay khách hàng complain quá. Ông nội quạ là đúng rồi. Xin chào các bạn, mình là YouTuber Thành Tân đây. Và hiện tại mình đang thử những món ăn tại 2B Home Cook. Để xem nha. Thật sự rất là ngon và xứng đáng các bạn. Bạn nghĩ sao về thành công bất ngờ của quán mình? Hy nghĩ thì Hy rất là vui mừng khi mà nhận được sự yêu thích và đón nhận của thực khách dành cho quán.
Wow, nhưng mà nghe nói rằng là ngày xưa Thiên Hy đã từng là phụ bếp tại cái quán ăn của sếp Trịnh Thống đúng không? Dạ vâng, trước đây Hy có làm một thời gian. Ồ, thì theo mọi người nhận định rằng là các món ăn của To Be Home Cook có vẻ là khá là giống so với lại cái quán ở bên đó, mà đã vậy còn ngon hơn, hương vị đậm đà hơn, nhưng kèm theo giá thành rẻ hơn nữa. Thiên Hy nghĩ sao về nhận định đó? Thì nghĩ là mỗi nhà hàng dù lớn hay là nhỏ thì đều có thực khách yêu thích những món ăn riêng của quán đó. Nhưng mà nhiều khách quen lại cho rằng tất cả những món ăn ở cái quán À Thành Tân không tiện nói tên thì lại ngày càng tệ đi. Thiên Hy nghĩ sao? Đã lâu rồi Hy không có làm ở quán đó nên Hy cũng không biết. Ngập ngừng em rất muốn nói, chẳng thể nào tiếp tục như vậy vì con tim em đã yêu. Dù màn đêm khuất lấp ánh sáng nơi em, dù cơn mưa trở nên nặng hạt, cũng chẳng thể xóa đi bóng hình anh vẫn trong tim em. Chẳng còn từ ngữ nào để có thể nói, lúc bên anh cảm xúc là thương, đặc biệt hơn tình yêu. Từ ánh mắt chậm chậm nhìn nhau ngại ngùng vài câu, để rồi đậm sâu, nhẹ nhàng chiếm lấy vị trí quan trọng và quý giá hơn cả bản thân. Chỉ cần ta mãi mãi bên nhau. Vô đi. Anh Hai, còn hai hộp bánh su á mà khách đợi 30 phút rồi, mà anh Thắng hình như anh bỏ sót hay sao á, anh đi giao giùm em được không? Để Hai giao cho. Đi lẹ đi. À để em xuống em lấy hộp bánh rồi có gì em đưa anh Hai địa chỉ. Chào Huy. Lâu quá không gặp. Không cần phải rót, không uống. Đâu cần phải e dè với Dư như vậy. Đã gần vẫn khỏe ha? Làm sao biết chỗ của tôi? Dư vẫn follow anh ta với Ngân mà. Về nước là Dư nhớ đến Hy ngay. Lên Instagram á, có gặp cái hôn cúc của Hy nên đặt về đây thôi. Ủa chứ tôi một lấy chứ. Còn chuyện gì nữa không? Nếu không thì gửi tiền bánh rồi tôi về. Tại sao phải vội vàng quá vậy? Nè, còn giận Dư sao? Gì? Ủa Biên Ngân, sáng giờ em thấy anh Hai em không? Trời ơi, anh Hai em đi giao bánh mà khóa máy em gọi không có được, lo không chết vậy. Đưa anh cái địa chỉ giao bánh. Ừ, dạ. Nhưng mà Dư biết là rất là buồn khi phải xa Nhân, nhưng mà bởi vì cậu ấy cứ đòi sống đòi chết. Ủa Hy, nhẹ nhàng
trí quan trọng và quý giá hơn cả bản thân. Chỉ cần ta mãi mãi bên nhau không xa. Làm cái gì vậy? Buông ra coi. Không. Nè, buông ra đi. Không có sao đó. Sao lại khóa máy? Thì hồi nãy video call đó, thấy mấy người hoảng hốt quá nên tôi tắt máy. Lần sau không được khóa máy nghe chưa? Thắng sẽ giải thích, rồi Hiếm muốn tính sao cũng được. Biết rồi. Tắt máy nha. Ông hoài à. Buông ra đi. Kỳ quá. Sáng giờ bán được không? Hai người diễn đủ chưa? Bà kia mua cái vỏ chạm neo về á, em không dám để đó, em đeo cái cúng chùa hay là em để sáng này người ta nhìn. Chị mua chị để chị cho em trước mặt chị tuần lễ chị mở chị nhìn. 7 ngàn, 10 mấy ngàn cũng vậy chị phải nhìn. Thì đam mê nó cái giá trị nó khác liền. Đúng rồi. Giống như em mua một chiếc nhẫn đi, cái hộp hả, em rubê, nó chỉ có 2.500 thôi. Thì em để em chè em cắt, mà kia mua cái hộp chiếc nhẫn hộp sòng 25 ngàn. Em cứ nâng đi, em cứ chùi, em để hoài, lâu lâu em đụng, em hộp sòng đâu giờ nó trầy, nó nếp đâu. Mà cũng sợ, cũng phải chùi, cũng thương. Thì cái con người của mình á, cái level của mình á, khi á, mình còn lưỡng tính, mình chưa có đúng là con gái, thì mình thấy trai mình mê, ô mình sẽ thích người kia. Mà khi mình đã là phụ nữ rồi á, cái giá trị, cái bản năng của mình á, nó sẽ khác. Mình sẽ tự tin hơn và mình biết rồi khi đàn ông họ đến với mình kia, họ cần có những cái đó, cái dục vọng của họ có. Em nghĩ là người chồng sao của chị cũng nhìn thấy cái điều đó, nhìn thấy cái giá trị của chị, chị rất là mê chị. Nhưng mà còn về phần chị nhìn thấy ảnh có cái gì mà chị chịu ở với anh? Giống như là lúc đó thì xứ lạ quê người một thân một mình. Đi một mình là người giúp, chiều qua chị hát xong thì cũng mới lạ đi kia đâu cũng đi đi về, các anh cũng tốt. Cũng thương chị, rồi cũng đi bộ, rồi cũng thương chó đồ. Nhưng mà khi mà tiền bạc chung chạ đó thì thấy không có được, rồi khi mình thiện rồi mình sống chung á, nó có những cái không được. Rồi sau này chị thấy ảnh cũng hay đi đêm nữa. Cũng đi đêm đi chơi chị mà đàn ông nha, ở chị mà đi đêm đi chơi mà chị biết nha. Đi với người xấu nữa. Cái nết chị ghen dữ lắm. Thà đau một lần, thà là bỏ đi hết, ta làm lại từ đầu. Kiểu như đàn ông tốt như mình khúc đầu khúc thôi. Đầu, nhưng mà ăn dụng cái rồi là đi luôn. Chơi. Đi luôn chứ chị không có thích. Lương mà lương mình đã chui vô cái hang mà bậy bạ rồi là không thể nào mà chui vô cái hang chị được. Bởi vì nói là hả, cho nên là nhiều người đàn ông mới còn một cái tính trăng hoa đó khó lắm. Em nghĩ ảnh sau này ảnh cũng sẽ rất là khó có hạnh phúc, đúng không? Tại vì ảnh cứ sau người này ảnh lại đi kiếm của đàn ông. Phải em ơi, đàn ông á 5-7 lá gan. Em hiểu không? Một cái củ lạ bằng tạ đường phèn. Cho nên cái người nào phụ nữ mà mắt nhắm mắt mở đó, đàn bà khôn á, nuôi gà phải nuôi gà thả. Mà nuôi gà nhốt thì nó bị mất gà. Nhưng mà chị chấp nhận cho nuôi gà nhốt. Em hiểu không? Mất thì mất luôn, đi luôn. Chứ chị không có mà phải là mình quan trọng. Và chị không biết sao nữa, chị thật sự luôn á. Chị chia cơm xẻ áo, nhưng mà chị không là chị chia sẻ chồng chị được. Bây giờ chồng chị xấu gì nữa, nếu mà tay còn duyên đi, chị lấy một người chồng, chị không cần giàu có. Thứ nhất là phải sạch sẽ, phải sạch sẽ. Thứ hai là phải có đạo đức, phải biết thương chó và thích đi chùa. Và phải biết cầu tiến. Rồi bây giờ là sao, người chồng thứ hai là có người chồng thứ ba không? Hay là ở tới giờ luôn? Không, bây giờ chắc vô lãnh cung trễ em ơi. Nhưng mà ai cũng phải có khao khát đúng không? Chị vẫn muốn có một cái người bạn đồng hành. Đôi khi thì nói chung là
Bây giờ mà giống như một tòa lâu đài hay gì đi nữa đi, mình cũng cần có một hoàng tử hay là một người chăm sóc cây hoa hay là phụ tắm chó với mình. Đôi khi mình chạy bộ vậy đó, đôi khi mình cũng cần đâu đó một cái sự khát khao của một người phụ nữ, đâu đó cái trái tim của mình á nó đã bị vỡ, nó muốn lành lại. Mình cũng thấy cũng thèm khát một cái hạnh phúc đó, nhưng mình nghĩ rằng ông trời cho chị đã quá đủ quá nhiều rồi, thì làm sao chị kiếm được cái người chồng như giống như đầu tiên của chị được. Em nghĩ là trên thế giới này nhiều người chứ sao chị cũng kiếm được, nhưng mà trước mắt á là làn sóng nó sẽ giúp chị kiếm, mà chị phải có tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn của chị đó, nhà thì có sẵn, bây giờ nhà thì có 6 căn nhà, một căn thì ở 6 căn cho thuê, còn mồ mã đó, giấy tờ là xong hết rồi, chị mua 2 cái mồ luôn. Cái phần đó là mình nói là người thật việc thật nha, coi như chị chết theo cái mồ, nếu mà người chồng chị đó chết kế bên cũng có cái mồ luôn, mộ bia thì cao 2 mét. Đó, đơn sơ thôi, tại vì phần mồ phần mã của chị á chỉ 40 mấy ngàn. Khi mà cái người mà bán mồ mã thì họ cười, nó ủa sao mà mộ bia phải 2 mét mà hình mới nó, tại tôi thích. Cái nhà nó cao nó rộng cỡ nào nó chỉ là tạm bợ, còn cái mộ bia cái mã của mình á nó mới là cõi vĩnh hằng. Cho nên là chị có tư duy vậy, cho nên là chị cố gắng thì chị coi xong hết thì cũng cảm ơn ơn trên cho chị là mọi sự nó thành công suôn sẻ hết. Nhưng mà nếu như có người nào chị cũng khao khát trong đâu đó cái tư tưởng nào đi, thì chị về Việt Nam, tại vì chị thích cái chồng Việt Nam thôi. Nó hiểu với nhau được, thích ăn mắm ăn cá. Đó thì mình lãnh qua, mình có quốc tịch mình lãnh qua thì nhà cửa thì ở vậy. Thì thí dụ như thích sửa nhà hay làm gì làm, rồi mỗi tháng thì lấy tiền nhà thôi. Còn thích đi làm, nhưng mà thật sự chị không cho chồng chị đi làm nail. Làm nail chị vẫn làm, chị nghỉ 6 tháng như chị rồi, chị thích chị làm đó, chị nghỉ 6 tháng thì mình cũng không có xài gì đâu em. Mình có tiền thì mình đến chùa này kia mình từ thiện nhiều, hay ai bị cái gì á thì mình giúp nhiều, không có thì mình cho ít, mình có thì mình cho 5 ngàn, không có mình cho 500. Nhưng mà lý do tại sao chị không thích ảnh đi làm nail? Tại vì cái nail thật sự mình người phụ nữ mà vô nail mình thấy như nhiều người nói rồi. Nhưng mà cái sự chịu đựng mình chịu đựng được, người ta sao kệ người ta, mình không thể giống người ta được. Người ta nói là gần mực thì đen, gần đèn sáng, nhưng mà đối với mỗi người đó, tại vì chị nghĩ là trong mọi người cuộc sống họ biêu bọng nhiều, con cái cuộc sống họ nhiều, còn đối với chị á, là ông trời cho chị có cái khác. Thí dụ như mình vô mình làm được thân này mình cũng được thân khác, hay là có người không được cái này kia, nhưng mà trong khi đó nó có những cái lời mà nó nặng lời những người nói với nhau á, nó không có fair, nó không có sự công bằng đó. Mà chị mà chồng chị không thích ai nặng nhẹ chồng chị. Em hiểu không? Chị muốn bảo vệ ảnh, chị muốn bảo vệ hả? Nhưng mà đến hả thích thì mình lấy hàng thì mình bán live stream, còn mấy bây giờ anh đi sửa nhà đi, hay là mình mua thêm hả nhà nữa bên Mỹ mà dễ mà em. Ví dụ như cái nhà 200 ngàn đi, em đào vô 60 ngàn nè. Đúng không? Còn 140 em cũng được thêm một cái nhà nữa. Tại vì có tiền thì chị thấy mọi chuyện nó dễ, chứ đâu có tiền nó sẽ hơi khó. Ông em ơi, ai cũng đôi bàn tay trắng hết. Nhưng mà thứ nhất mình phải cố gắng, thứ hai là mình phải có cái tâm đạo đức. Thì ông trời á, ông ban. Chứ là chị thấy rằng mà những người mà giới tính như chị em mình á, thật sự may mắn lắm. Giống như con trời, con Phật, như con ông, con bà vậy đó. Chị nói em nói thật sự, mình mất cái này mà được cái kia, ông trời không lấy cái hai quặng hết hết trơn á. Cho nên là làm chơi mà ăn thiệt. Đúng rồi. Cho nên thật sự chị làm chơi thì buông ra cái gì cũng gì mình may mắn, nhưng mà đừng có làm gì mà trái với đạo lý, mình làm cái chuyện gì mà thất đức thôi. Vậy thì nếu tóm lại thì cái tiêu chuẩn của chị ấy xương cũng dễ, có nghĩa là chỉ cần là anh nào hiền hiền nữa đúng không, nhà chịu làm ăn với chị là được. Thì chị có bao giờ đặt cái mức là tuổi tác không, có bao giờ nghĩ tới không? Buồn chịu, bây giờ hả ấy thôi, chồng phải trẻ hơn. Tại vì có tất cả em hiểu không? Bây giờ ngủ dậy đi kem đánh răng cũng sẵn, tắm thì kỳ lưng nè, móng tay móng chân cắt sẵn nè, thấy không? Cái gì cũng lo, nhà thì cũng nhà sẵn luôn, giờ nhà 5 phòng. Đó, anh muốn hả anh ở phòng nở, mà tối phải ngủ chung với em nha, không được ngủ phòng riêng. Tắm cái hồ cũng như nữa, phải tắm chung. Đó, giờ tắm chó phải tắm chung, giờ nhà chỉ có 5 con chó thôi, một con mèo. Thì phải thương chó, thương mèo. Rồi phải hả có hiếu với mẹ chị, và phải biết tôn trọng em gái gia đình của chị. Thì tiêu chuẩn thật ra cũng dễ đáp ứng rồi, mấy anh nào mà độc thân á, mà tuổi trẻ hơn chị ấy xuân nha, đó là cứ việc là nộp đơn ghi danh đi, chị ấy xuân ngồi việc từ từ cũng tới lượt mình. Mấy anh đặc biệt là các anh Việt Nam đúng không, chị thích Việt Nam đúng không? Nói chung là làm việc mà kể như là qua Ngọc Nguyên hay là qua những người nào mà cảm thấy là đủ duyên đủ phước đó. Thật sự, nhưng mà cái người đó cũng trải qua một cái mối tình rồi. Thí dụ như anh ta mà có con đã gãy đột đó thì mình không phải mình nói được. Tại vì em xương cũng thích có con lắm.
mà nhất là con gái nó thích con gái làm đẹp á. Thì qua đất Mỹ nữa thì mình làm bạn, cuộc sống nó vô thường lắm. Mà nếu mà đâu đó